Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngoảnh nhìn lại thì chúng ta đang bước trong những ngày cuối cùng của một năm với rất nhiều cảm xúc. Tháng 12 là tháng của yêu thương, tháng của sẻ chia, trao gửi, tháng đón mừng sự ra đời của hài nhi Giê-xu. Chúa Giáng sinh là sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Vì cớ tình yêu thương dành cho nhân loại mà Chúa Giê-xu đã từ bỏ ngôi cao sang để giáng sinh xuống trần với hình hài của một con người bằng xương bằng thịt. Tên của Ngài là Giê-xu. Ngài là giải pháp cho những con người đang ở trong bế tắc tuyệt vọng. Ngài đến để giải phóng những kẻ bị giam cầm trong tội lỗi được tự do, khiến những người đang đi trong bóng tối được thấy ánh sáng, để ban sự bình an, sự vui mừng, sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho những ai tin nơi Ngài. Dịch bệnh kéo dài có khiến cho bạn nhận ra con người thật nhỏ bé và mong manh. Gánh nặng ở trên vai đã quá sức. Nếu bạn biết rằng mình không đủ khả năng, thì hãy thử trao cho Chúa để nhận lấy sự bình an và sự chữa lành. Tại sao chúng ta không thử? Vì Giáng sinh là món quà Chúa dành cho bạn, nên đừng bỏ lỡ. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.